Mùa giải Premier League năm 2023-2024 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu kịch tính và khốc liệt nhất trong lịch sử. Mikel Arteta, huấn luyện viên của Arsenal, chia sẻ rằng mùa giải vừa qua đã thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng. Ông nhấn mạnh rằng Premier League đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đội có chất lượng cao cùng nguồn lực dồi dào từ các ông chủ. Huấn luyện viên Arteta cảm nhận rõ ràng những thách thức ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Mùa trước, Arsenal đã chiếm đỉnh bảng xếp hạng Premier League trong hơn 248 ngày, nhưng cuối cùng lại để Manchester City vượt qua và đăng quang. Với mục tiêu lấy lại ngôi vương, Arsenal đang tìm cách tăng cường đội ngũ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè để tham gia cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League năm 2023-2024. Tuy Manchester City vẫn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận việc duy trì thành công là thách thức lớn hơn việc đạt đỉnh cao. Manchester City đã lên kế hoạch tăng cường đội hình, với việc chiêu mộ Mateo Kovacic từ Chelsea và chuẩn bị đưa Josko Zvezdion vào hàng phòng ngự. Với dàn cầu thủ mạnh mẽ, Manchester City vẫn là đội bóng khó vượt qua trong cuộc đua tới ngôi vương. Arsenal, với kinh nghiệm tích lũy, quyết tâm lớn và nguồn tài chính dồi dào, đã sẵn sàng đầu tư hơn 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng để cải thiện đội ngũ. Các mục tiêu như Kai Havertz, Declan Rice và Jarrion Timber cho thấy quyết định của pháo thủ trong việc gia cố đội hình và tham vọng chinh phục ngôi vương Premier League. Mùa giải Premier League năm 2023-2024 hứa hẹn rất kịch tính với sự cạnh tranh gay gắt và những thay đổi đáng chú ý của các đội bóng. Huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United, MU, đang phải đối mặt với thách thức lớn khi ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những tân binh cần thiết cho đội hình. Ông thể hiện sự bực tức với việc chưa được cấp ngân sách đủ lớn để mang về những cầu thủ chất lượng. Sự chậm chạp trong thị trường chuyển nhượng có thể khiến MU gặp nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua top 4 và cả khả năng cạnh tranh chức vô địch cũng đang bị đặt dấu hỏi. Không thể coi thường Newcastle United, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Eddie Howe đã trải qua một sự lột xác đáng kinh ngạc. Từ việc đối mặt với nguy cơ xuống hạng, Newcastle đã nhanh chóng bay cao và vươn vào top 4 chỉ trong thời gian ngắn. Sự thay đổi nhanh chóng của họ được minh chứng bằng thỏa thuận chiêu mộ thành công Sandro Tonali từ AC Milan với mức giá kỷ lục. Điều này chứng tỏ tham vọng lớn lao của đội bóng. Premier League còn đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng khác như Liverpool và Chelsea. Hai ông lớn này đã trải qua mùa giải không thành công nhưng hứa hẹn sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn. Cũng không nên bỏ qua Tottenham Hotspur, đội bóng đang trải qua sự thay đổi để đạt lại đỉnh cao. Với sự cạnh tranh khốc liệt như vậy, cuộc đua Premier League năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ. Nine BPL, Premier League, MU, Newcastle United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United, Eddie Howe, Sandro Tonali, thị trường chuyển nhượng.